chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian mỗi buổi sáng để cập nhật thông tin trong chương trình ngày mới của kênh truyền hình BRT. Chúc quý vị một ngày thứ bảy thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thưa quý vị, nhằm giảm tải áp lực nguy cơ thiếu điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua Bộ Công Thương đã kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị tham gia đầu tư phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện năng lượng mặt trời. Chính phủ cũng đã ban hành một số chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực điện năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, do đang trong giai đoạn đầu phát triển, thì nền chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực này vẫn còn rất nhiều nút thắt cần phải tháo gỡ. Vậy những nút thắt này là gì? Vấn đề sẽ được đề cập trong Gõ Cửa. Trong câu chuyện Ai Thế Nào Vì Sao ngày hôm nay, mời quý vị gặp gỡ và làm quen với em Phạm Thị Thùy Trang, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang, huyện Long Điền, với một sáng chế đầy hữu ích và nhân văn dành cho người khiếm thị. Chúng tôi cũng sẽ mời quý vị đến với trường tiểu học Trương Công Định ở thành phố Vũng Tàu để tìm hiểu về một hoạt động hay với ý nghĩa dành cho học sinh. Nhưng trước hết, chương trình ngày mới sẽ bắt đầu với những thông tin được ghi nhận trong 24 giờ qua. Lao động việc làm quý 2 giảm mạnh. Không để bệnh bạch hầu lây lan trong trường học. Bà Rịa Vũng Tàu sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập. 300 vận động viên dự giải vô vi nam các câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020. Thưa quý vị, chiều qua 10 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hiện nay nhu cầu các chuyên gia lao động kỹ thuật cao, nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam là rất lớn. Do đó, nếu không có phương thức giải quyết tốt và nhanh, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công trình, dự án, tổ chức kinh doanh, phục hồi kinh tế. Đây là vấn đề hết sức cần thiết đặt ra trong thời điểm hiện nay. Thứ hai, nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là người già, trẻ em, du học sinh, người lao động, người du lịch, thăm thân, người đi công tác bị kẹt ở nước ngoài rất lớn, nên cần phải tạo điều kiện cho bà con về với quy mô lớn hơn, diện rộng hơn, với tinh thần phòng dịch chặt chẽ, công khai, minh bạch. Thủ tướng đề nghị lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành thảo luận các giải pháp trong bối cảnh mục tiêu kép, phòng chống dịch bệnh không thể lơi lỏng nhưng mở cửa một bước với những đối tượng ở trên để phát triển kinh tế xã hội, do hai bên có nhu cầu rất lớn. Cần tuyên truyền công khai minh bạch để người dân được biết chủ trương của chính phủ, ban chỉ đạo quốc gia để mọi người yên tâm. Từ đó có kế hoạch tổng thể để xử lý, giải quyết thấu tình đạt lý, kịp thời. Dưới tác động của dịch COVID-19 thì tình hình lao động việc làm của Việt Nam trong quý 2 sụt giảm mạnh và dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng trong thời gian tới. Đây là nhận định của Tổng cục Thống kê đưa ra trong họp báo Tình hình lao động việc làm quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020 được Tổng cục Thống kê tổ chức tại Hà Nội. Tính đến tháng 6 năm 2020, cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, giãn giờ làm, giảm thu nhập. Quý 2 năm 2020 ghi nhận mức giảm sâu kỷ lục của lực lượng lao động từ trước đến nay. Cụ thể, với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 46,8 triệu người, giảm 2,1 triệu người so với quý trước và 2,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản. Chúng tôi thấy rằng là tình hình lao động việc làm là vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng xấu bởi tình hình của dịch Covid trong thời gian tới. Và nếu như chúng ta mà không có những cái biện pháp, chính phủ không có những biện pháp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kích thích tiêu dùng thì cái mục tiêu đề ra là có khả năng là sẽ không đạt được, nó sẽ có thể là cao hơn cái mục tiêu là 4% trong năm nay. Cũng theo Tổng cục Thống kê, dịch COVID-19 đã làm cho lao động gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tham gia thị trường lao động, thu nhập giảm đáng kể so với trước. Thu nhập của người lao động trong quý 2 năm 2020 giảm hơn 5% so với cùng kỳ năm 2019. Cần xem xét là điều chỉnh cái vốn đầu tư công ở giữa các bộ ngành và giữa các địa phương, làm sao cần thiết để điều chỉnh để nâng cao cái hiệu quả đầu tư công. Tôi cho đấy là những giải pháp. Bên cạnh đó nữa là tôi cho là cũng phải tổ chức thực hiện quyết liệt các cái dự án, các cái gói hỗ trợ mà chính phủ đã thông qua để chúng ta thực hiện cách có hiệu quả hơn. Chủ yếu là cái thực thi giải pháp như nào thì nó sẽ liên quan đến cái tăng trưởng kinh tế cũng như là tình hình lao động việc làm. Tổng cục Thống kê đã đưa ra một số khuyến nghị giúp cải thiện tình hình lao động việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.
nhờ đẩy mạnh việc thực hiện gói hỗ trợ theo nghị quyết 42 của Chính phủ, đảm bảo chi đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả. Nghiên cứu để xây dựng các gói hỗ trợ đặc thù cho nhóm lao động yếu thế, đẩy nhanh việc thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để phục hồi kinh tế của tất cả các ngành nghề. Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề công tác dân chủ pháp luật năm 2020 toàn quốc đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên cùng với 4.625 đại biểu tại 66 điểm cầu trên cả nước. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Ngô Sách Thực đề nghị đại biểu tham dự cần kết hợp chặt chẽ việc nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp, tổng hợp ý kiến kiến nghị của đoàn viên hội viên và nhân dân với hoạt động giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tạo tiếng nói chung, sức mạnh của mặt trận. Tham dự tập huấn chuyên đề công tác dân chủ pháp luật năm 2020, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc và đại biểu tại 66 điểm cầu trên cả nước được giới thiệu về chuyên đề nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân chủ pháp luật trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giúp việc thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác phòng chống tham nhũng. Dịp này, đại biểu cũng được giới thiệu công tác xây dựng pháp luật và thực hiện phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo đề nghị chủ động phối hợp với các sở y tế và các cơ quan liên quan của địa phương, thực hiện nghiêm túc nội dung công điện số 862 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trong ngành đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng chống bệnh bạch hầu trong trường học, tuyên truyền giáo dục cho người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu. Giáo dục học sinh sinh viên làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh tại gia đình và cộng đồng. Cụm khuyến học các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ đã tổ chức hội nghị giao ban khuyến học các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ lần thứ nhất năm 2020 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 6 tháng đầu năm, công tác khuyến học và phong trào khuyến học của 8 tỉnh thành miền Đông Nam Bộ phát triển khá toàn diện. Công tác phát triển tổ chức hội và hội viên, công tác vận động quỹ khuyến học, hội đồng khuyến học khuyến tài được đẩy mạnh. Toàn cụm miền Đông Nam Bộ có 1.196 hội khuyến học cơ sở, xã phường, 12.462 chi hội khuyến học, 39.692 ban khuyến học. Tổng số hội viên toàn cụm hiện nay là 3.747.226, đạt tỷ lệ 19%, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Trong công tác xây dựng quỹ khuyến học, 6 tháng đầu năm, tổng số tiền vận động trong toàn cụm 461.500.000 đồng, nuôi được 1.240.600 con heo đất, thu được tổng số tiền 682.500.000 đồng. Quỹ đã trao tặng 104.875 suất học bổng khuyến học trị giá hơn 53 tỷ đồng, 35.775 suất học bổng khuyến tài trị giá gần 22.800.000 đồng, tặng quà và các hỗ trợ đột xuất 493.589 suất học bổng trị giá 87.500.000 đồng. Tại hội nghị giao ban khuyến học miền Đông Nam Bộ, đại diện các hội khuyến học các địa phương đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời đề xuất những giải pháp, cách làm hay để thực hiện tốt hơn nữa các chương trình giáo dục khuyến học theo chỉ đạo của Trung ương, đóng góp nhiều hơn nữa cho phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Lưu Quý Đôn sẽ diễn ra trong 2 ngày là 15 và 16 tháng 7 tới. Sau đó 5 ngày thì kỳ thi tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập cũng được tổ chức. Thi vào lớp 10 luôn là kỳ thi căng thẳng nhất trong hành trình học vấn phổ thông bởi tỷ lệ chọi rất cao, nên theo cách nói của nhiều học sinh phải nín thở để bước qua khúc ngặt này. Kỳ thi đang ở trước mắt, chỉ còn chưa đầy tuần lễ nữa thôi. Tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi đặt điểm thi, mọi điều kiện đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ tuyển sinh. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn ở thành phố Vũng Tàu, việc đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc được nhà trường tích cực chuẩn bị theo chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo. Đến nay, việc bố trí phòng thi, khu vực lưu giữ đề thi, bài thi và khu vực chấm thi cùng các trang thiết bị cần thiết phục vụ kỳ thi đã được nhà trường chuẩn bị chu đáo. Hiện nay là kể cả phòng thi chính thức và phòng thi dự bị là chúng tôi chuẩn bị 42 phòng. Trong mỗi phòng thì đầy đủ bàn ghế theo cầu, có máy lạnh, có quạt và tất cả những cái yêu cầu để cho học sinh có thể làm bài một cách thoải mái nhất,
tự tin nhất. Đó. Về khu vực làm đề thi thì có một khu vực riêng đảm bảo là cái tính bảo mật tuyệt đối ở khu ký túc xá. Tiếp nhận dữ liệu đăng ký của thí sinh từ các trường trung học cơ sở gửi về thông qua hệ thống VnEdu được Ban tuyển sinh trường Trung học phổ thông Châu Thành, thành phố Bà Rịa thực hiện hoàn tất. Năm học 2020-2021, trường Châu Thành được giao chỉ tiêu tuyển sinh là 400 học sinh lớp 10. Hiện nhà trường nhận được 471 hồ sơ đăng ký dự tuyển. Về phía nhà trường cũng đã có cái kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi diễn ra tốt nhất, an toàn và đúng quy chế. Thì về điều kiện cơ sở vật chất để chuẩn bị cho kỳ thi thì nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ. Các phòng làm việc của hội đồng thi gồm có phòng hội đồng, phòng đựng bài thi, đề thi. Thì các phòng này đều được kiểm tra và lắp đặt các thiết bị camera để giám sát toàn bộ cái quy trình mà quản lý bì đựng đề thi, bài thi. Trong khi đó, ở các trường trung học cơ sở, những ngày gần kề với ngày thi, không khí ôn luyện càng tích cực. Hầu hết các trường đều tập trung ôn các dạng đề thi. Chúng em đang trong quá trình kế hoạch của nhà trường là được tăng cường cả buổi sáng lẫn buổi chiều và 3 bộ môn chính văn, toán, Anh. Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm nay, toàn tỉnh có gần 13.500 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi vào 27 trường trung học phổ thông trong tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã bố trí 27 điểm thi tại các trường trung học phổ thông. Hơn 1.500 giáo viên được điều động và tập huấn về công tác coi thi. Những tin vắn đáng chú ý khác sẽ khép lại vòng quay 24 giờ sáng nay. Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức tại chùa Đài Tòng Lâm, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ. Tham dự hội nghị, hơn 1.300 tăng ni Phật tử tại thị xã Phú Mỹ đã được Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Nguyên Chính ủy Quân khu 7 tuyên truyền phổ biến một số kiến thức quốc phòng an ninh như tình hình biển đảo Việt Nam, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, chủ nghĩa yêu nước của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong buổi phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, các tăng ni Phật tử còn được hướng dẫn nhận diện những âm mưu diễn biến hòa bình, lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, kỹ năng tuyên truyền vận động Phật tử thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tục chương trình hỗ trợ xây tặng nhà cho người dân, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho một gia đình nghèo ngụ tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc với kinh phí xây dựng là 60 triệu đồng, trích từ nguồn đóng góp của các đơn vị Tòa án Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ bàn giao, đại diện Tòa án Nhân dân tỉnh, chính quyền địa phương và một số mạnh thường quân cũng trao tặng gia đình một số đồ dùng sinh hoạt gia đình thiết yếu. Chiều qua tại nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao đã khai mạc giải vô vi nam các câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020. Giải diễn ra từ ngày 10 tới ngày 12 tháng 7, quy tụ 300 vận động viên đến từ 17 câu lạc bộ vô vi nam mạnh trong toàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 28 nội dung, gồm có 8 nội dung quyền và 20 nội dung thi đấu đối kháng. Giải vô vi nam các câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 được tổ chức nhằm chào mừng đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời là dịp để các nhà chuyên môn tuyển chọn vận động viên bổ sung cho các tuyến của đội tuyển vô vi nam tỉnh. Câu chuyện ở thế nào vì sao hôm nay trở lại với nhân vật mà chúng tôi vừa được tin trong vòng quay 24 giờ. Đó là em Phạm Thị Tùy Trang, học sinh lớp 10A1 trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang ở huyện Long Điền. Thưa quý vị, mặc dù sự phát triển của khoa học công nghệ đã tạo ra nhiều sản phẩm hiện đại phục vụ cho nhu cầu của con người, thì nhưng với những người bị khiếm thị thì các thiết bị hỗ trợ vẫn còn rất nhiều thiếu thốn. Mong muốn chia sẻ khó khăn với người khiếm thị, đặc biệt là với học sinh khiếm thị, em Phạm Thị Thùy Trang đã mày mò nghiên cứu và sáng chế ra thiết bị học chữ cái, học toán cho người khiếm thị. Nghiên cứu này có thể nói là rất hữu ích, rất nhiều tính nhân văn mà em Thùy Trang đã giành được giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm 2020. Và bây giờ thì chúng ta cùng gặp gỡ với cô học trò Thùy Trang cùng với sáng chế của em ngay sau đây nhé. Ý tưởng chế tạo thiết bị học chữ cái, học toán cho người khiếm thị xuất hiện sau lần Phạm Thị Thùy Trang, học sinh lớp 10A1 trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang, huyện Long Điền, được thầy giáo Cao Ngọc Sơn gợi ý tham quan trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh.
nơi dạy và chăm sóc trẻ có dị tật về mắt để hình thành ý tưởng sáng tạo công cụ hữu ích cho người khiếm thị. Tham quan tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu tại thành phố Hồ Chí Minh thì vô tình em thấy được các bác khiếm thị học bảng chữ cái rất là khó khăn, đặc biệt là tính toán, các bác vẫn chưa biết được là kết quả của mình bao nhiêu để ghi vào vở. Còn đối với toán hình thì các bác vẫn chưa nhận dạng được hình ảnh hình học là như thế nào. Và xuất phát từ thực tế trên, em đã cùng giáo viên hướng dẫn bắt tay biện cứu tạo ra một sản phẩm, đó là thiết bị học bảng chữ cái, học toán dành cho người khiếm thị. Để hiện thực ý tưởng hỗ trợ học chữ, làm toán cho người khiếm thị, cô học trò lớp 10 này mất ròng rã 3 tháng trời tìm hiểu kiến thức về người khiếm thị từ Internet và sách vở chuyên môn. Tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của bảng chữ nổi, các thuật toán, phần mềm lập trình, phần mềm vẽ, thiết kế. Cùng với đó là sự hỗ trợ tích cực của thầy giáo Cao Ngọc Sơn. Trang đã định hình được thiết bị. Hai thầy trò đã mang đi thực nghiệm tại các trường khiếm thị rồi lắng nghe góp ý của các em học sinh và các thầy cô để hoàn thiện thêm sản phẩm. Thiết bị học chữ cái, học toán cho người khiếm thị của Thùy Trang có kích thước nhỏ gọn nhưng lại giống như một chiếc hộp thần kỳ, tích hợp nhiều chức năng. Điểm nổi bật của thiết bị này là thiết kế trực quan, có thể phát thông tin song ngữ, cả tiếng Việt và tiếng Anh, giúp cho học sinh khiếm thị học bảng chữ cái, học toán dễ dàng, thuận lợi và hiệu quả. Bên cạnh đó, thiết bị sử dụng nguồn điện thấp hoặc pin dự phòng nên rất an toàn cho người dùng. Về thiết bị này nó tích hợp nhiều cái chức năng. Thì ngoài vấn đề thiết kế cái phía ngoài là cái phải dùng tới phần mềm Corel, rồi chúng ta phải in bon mịch, rồi đồng thời là chúng phải tập lập trình, thì đây là những cái khó khăn nhất đối với em học sinh, đặc biệt là chỗ em Thùy Trang là học sinh lớp 10. Thì ở đây thì có các em ở trong câu lạc bộ nghiên cứu khoa học của trường và đặc biệt là thành viên câu lạc bộ nghiên cứu khoa học của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong đó có sự hướng dẫn của thầy Bùi Minh Thảo là giảng viên trường Cao đẳng Dầu khí, cũng là cựu học sinh nhà trường, hỗ trợ cho các em về cái mảng cái lập trình rồi tất cả các cái chuyên sâu về mạch điện. Theo chia sẻ của thầy Sơn, nếu thiết bị học chữ cái, học toán cho người khiếm thị của Thùy Trang được đưa vào sản xuất đại trà, giá thành chỉ khoảng 700.000 đồng. Đặc biệt là tất cả các linh kiện sản xuất đều có ở Việt Nam nên dễ dàng sửa chữa và thay thế. Đây là tin vui cho nhiều học sinh khiếm thị. Không chỉ có vậy, thiết bị này còn có thể sử dụng được cho cả học sinh bình thường. Nghiên cứu hữu ích của Thùy Trang đã giành giải 3 cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm 2020, càng khiến cho em được bạn bè, thầy cô quý mến, tin tưởng hơn. Em thấy bạn Trang học cũng tốt. Học từ đó giờ thì chỉ có 8, 9, 10 tính tình của bạn trong lớp hòa đồng lắm. Em thấy tự hào vì em có một người bạn như vậy và em cảm thấy vui giùm cho bạn vì bạn được giải như vậy. Em rất là nhanh nhẹn, năng nổ và quyết tâm rất là cao. Em luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của người học sinh khi đến trường. Thực sự đó là một học sinh rất là đáng khen ngợi. Tất cả các phong trào của trường em đều tham gia, em đạt học sinh giỏi. Và nói chung là các hoạt động của em tham gia rất là tích cực. Vui khi dự án của mình đạt giải, nhưng đối với cô học trò nhỏ Phạm Thị Thùy Trang, được mang đến những điều tốt đẹp cho những người kém may mắn mới là hạnh phúc lớn nhất của em. Đó sẽ là động lực để em tiếp tục phấn đấu học tập, nghiên cứu để tạo ra nhiều sản phẩm, nghiên cứu hữu ích khác cho xã hội. Chuyển động ngày mới tiếp tục với những thông tin thế giới. Hôm nay thì thông tin vấn đề và sự kiện thế giới nào đáng chú ý được chúng tôi chuyển tải đến quý vị. Hãy cùng cập nhật ngay sau đây nhé. Tổng thống Mỹ được yêu cầu nộp báo cáo tài chính. Ngoại trưởng Nhật Bản gặp mặt với viên Mỹ thảo luận về tình hình Triều Tiên. 8 ứng cử viên cho ghế nóng tại WTO. Cao mất dịch vụ Internet khinh khí cầu đầu tiên trên thế giới tại Kenya. Siem Reap, Campuchia cấm thịt chó. Thưa quý vị, Tòa án tối cao Mỹ đưa ra phán quyết là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump không thể được miễn các cuộc điều tra hình sự, đồng thời cho phép các công tố viên ở thành phố New York được quyền tiếp cận các báo cáo tài chính của ông chủ Nhà Trắng. Với 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Tòa án tối cao Mỹ đã tuyên rằng Tổng thống không được hoàn toàn miễn điều tra hình sự. Phán quyết trên đồng nghĩa Tổng thống Trump sẽ phải giao nộp các báo cáo tài chính, bao gồm tài liệu kê khai thuế, cho các công tố viên ở New York.
Trong phản ứng mới nhất trên tài khoản Twitter, Tổng thống Trump cho rằng mình là nạn nhân của cuộc truy tố chính trị, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh chống tình trạng tham nhũng chính trị ở New York. Iran đã phủ nhận thông tin các lực lượng Mỹ bắt giữ một tàu của nước Cộng hòa Hồi giáo này chở vũ khí cho nhóm vũ trang Houthi tại Yemen. Trong tuyên bố mới nhất của mình, thì Iran cho rằng cáo buộc này của Mỹ là nhằm mở rộng lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã chỉ trích chính sách đối ngoại của chính quyền Mỹ, đồng thời cho rằng các cáo buộc của Washington nhằm vào Iran xuất phát từ chính sách này. Tehran nhấn mạnh Mỹ đang tìm cớ để tiếp tục gây sức ép tối đa đối với Iran, thực hiện ý đồ mở rộng lệnh cấm vũ khí đối với Iran. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ và các lực lượng đồng minh đã chặn một tàu ở ngoài khơi bờ biển Yemen hôm 28 tháng 6, cáo buộc con tàu này đang vận chuyển vũ khí của Iran cho các tay súng Houthi ở Yemen. Tiếp tục chuyến thăm Nhật Bản của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đã hội kiến Ngoại trưởng nước chủ nhà Toshimitsu Motegi để thảo luận về tình hình căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng từ chối những lời kêu gọi nối lại đàm phán. Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thảo luận về nhiều vấn đề khác trong khu vực bên cạnh những nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, ông Begun cũng sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono. Chuyến công du của ông Begun tới Hàn Quốc và Nhật Bản được tiến hành trong bối cảnh quan hệ hai miền Triều Tiên lại căng thẳng, cùng với đó là việc Bình Nhưỡng gần đây nhiều lần bác bỏ việc nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa đang bế tắc đối với Mỹ. Truyền thông Hàn Quốc đã đồng loạt đăng tin về sự ra đi đầy bất ngờ của thị trưởng thành phố Seoul, ông Park Eun-sun, cũng như tìm cách lý giải nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông. Hiện tại cảnh sát đang điều tra theo hướng ông tự tử. Một quan chức cảnh sát Seoul xác nhận thi thể ông Park không có dấu hiệu của một vụ giết người. Cũng theo cảnh sát, cuộc điều tra sẽ được tiến hành theo hướng ông Park tự tử. Hình ảnh từ camera công cộng cho thấy ông Park đã đến công viên Gwangyeong bằng taxi vào sáng 9 tháng 7. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của thị trưởng Park cùng với một số vật dụng cá nhân như điện thoại di động, giấy bút và danh thiếp. Trước đó, ông Park 64 tuổi đang phải đối mặt với cuộc điều tra về các cáo buộc quấy rối tình dục một cựu thư ký. Người này đã nộp đơn kiện cho cảnh sát vào tháng 10 năm ngoái, cáo buộc ông Park nhắn tin cho cô với nội dung không phù hợp. Thưa quý vị, chiếc ghế nóng tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đang dần tìm được chủ nhân mới khi danh sách chốt vừa được xác nhận. Theo đó, tổng số ứng cử viên tham gia tranh cử vị trí tổng giám đốc thể chế này lên tới 8 người. Sau khi có thêm 3 ứng cử viên đến từ Anh, Ả Rập Xê Út và Kenya đăng ký trước khi hết thời hạn chót đăng ký tranh cử. 3 ứng cử viên này sẽ cùng với các ứng cử viên đến từ Ai Cập, Mexico, Moldova, Nigeria và Hàn Quốc tham gia cuộc đua giành ghế nóng tại WTO. Trong danh sách ứng cử viên cho vị trí Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO có nhiều gương mặt khá quen thuộc trên trường quốc tế như cựu Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox, cựu Chủ tịch Đại hội đồng WTO Kenyas Animas Mohamed, cựu Phó Tổng thống WTO Jesus Yadekuri. Dự kiến, Đại hội đồng WTO sẽ nhóm họp từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 để lắng nghe và chất vấn 8 ứng cử viên về kế hoạch hành động của họ trong vai trò dẫn dắt tổ chức tài chính toàn cầu này. Chuyển sang những thông tin trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Thưa quý vị, mới đây tập đoàn Alphabet của Mỹ đã cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao sử dụng kinh khí cầu làm trạm phát sóng 4G tại khu vực thung lũng Rift rộng lớn của Kenya. Có thể nói đây là lần đầu tiên trên thế giới dịch vụ Internet được thương mại hóa theo phương thức độc đáo này. Được vận hành bởi Lone, công ty con của tập đoàn Alphabet và Telkom Kenya, công ty viễn thông lớn thứ ba tại khu vực Đông Phi, dịch vụ cung cấp Internet qua khinh khí cầu có dùng phủ sóng 4G rộng gấp hàng trăm lần so với các trạm phát sóng di động truyền thống trên mặt đất. Nhờ đó, giúp giảm giá cước Internet cho đối tượng dân nghèo sinh sống tại những vùng hẻo lánh. Dịch vụ này sẽ giúp tôi giữ liên lạc với mọi người vì việc này thực sự khó khăn do mạng Internet tại đây khá lạc hậu. Chúng tôi đôi khi bị bỏ lại phía sau trong việc giao tiếp với nhau. Ví dụ bạn muốn gửi một chút mật ong cho người thân, nhưng phương thức giao tiếp lại trở thành một thách thức. Bay ở tầng trung lưu của bầu khí quyển, trong khi vận hành, khinh khí cầu sẽ không bị ảnh hưởng bởi mạng lưới đường bay của máy bay, cũng như các biến động của thời tiết địa cầu.
Ngoài ra, các thiết bị dẫn đường lập trình sẵn tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI sẽ giúp khinh khí cầu tự hành mà không cần sự can thiệp của con người. Khoảng cách về kỹ thuật số trong kỷ nguyên hậu dịch COVID này phải được xóa đi. Vì vậy, chúng tôi tự hào thu hẹp khoảng cách đó để những người không nghĩ họ không thể thì nay đã có thể truy cập Internet. Phát biểu tại lễ ra mắt dịch vụ, Bộ trưởng Thông tin Kenya John Muchiru nhấn mạnh, đây là một dấu mốc quan trọng với Kenya sau khi trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có trạm phát sóng Internet đặt trên bầu trời. Trong thời gian tới, công nghệ này sẽ giúp Kenya nhanh chóng phủ sóng Internet trong toàn quốc. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho việc triển khai rộng rãi dịch vụ này trên quy mô toàn cầu. Chúng tôi mong muốn những nước châu Phi khác cũng sẽ tham gia cùng chúng tôi, tạo ra một thị trường kỹ thuật số duy nhất để 1,3 tỷ người châu Phi cũng có thể được kết nối mạng Internet. Mọi hoạt động đều có thể trực tuyến. Chúng ta có thể có một thị trường lớn, có thể tận dụng tất cả những công nghệ mới mà thế hệ trẻ châu Phi có thể nghĩ ra và chia sẻ với mọi người. Ngoài Kenya, Clone đã ký thỏa thuận với tập đoàn Vodacom để triển khai một dự án tương tự tại Mozambique. Hiện chính phủ Mozambique và các nhà đầu tư đang rất quan tâm đến dự án này, đặc biệt trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp. COVID-19 khiến cho đa số người dân phụ thuộc hơn vào Internet. Khép lại bản tin Thế giới 360 độ là một thông tin hữu ích dành cho người hay đi du lịch. Thưa quý vị, thành phố du lịch Siem Reap đã trở thành địa phương đầu tiên ở Campuchia ban hành lệnh cấm giết mổ và buôn bán chó để lấy thịt. Động thái này của chính quyền Siem Reap đã được các nhà bảo vệ quyền động vật ca ngợi. Sở Nông nghiệp tỉnh Siem Reap, Campuchia cho biết các nhà chức trách tỉnh này tuyên bố cấm buôn bán thịt chó trong bối cảnh tình trạng buôn bán thịt chó đã rơi vào hỗn loạn trong những năm gần đây. Đây là một bước tiến lớn và chúng tôi hy vọng Siem Reap sẽ trở thành hình mẫu cho các thành phố khác tại Campuchia, gửi đi thông điệp về sự quan tâm chăm sóc dành cho loài vật. Tại Campuchia, có tới 3 triệu con chó bị giết thịt mỗi năm và một số lượng không xác định khác cũng bị buôn bán đến các nước khác. Phần lớn được tiêu thụ ở thủ đô Phnom Penh, nơi có hơn 100 nhà hàng chỉ phục vụ thịt chó. Còn tại Siem Reap có khoảng 20 đến 25 nhà hàng. Chưa rõ việc thực thi luật mới có được thực hiện nghiêm túc hay không. Tuy nhiên, tổ chức bảo vệ quyền động vật Forfow ca ngợi quyết định trên đã đưa Siem Reap ra khỏi hình ảnh là trung tâm của ngành giết mổ thịt chó tại Campuchia. Đây là kết quả tích cực của cuộc chiến bảo vệ quyền động vật khi chó là loài vật trung thành, biết giữ nhà và thậm chí còn phục vụ trong quân đội. Theo quy định mới, những người bị phát hiện bán thịt chó sẽ phải ký cam kết không tái phạm nếu không muốn bị xử lý. Mức phạt tối đa cho hành vi vi phạm là 5 năm tù kèm theo số tiền phạt lên đến 50 triệu ria, tương đương 282 triệu đồng Việt Nam. Tiếp tục chương trình ngày mới, mời quý vị cùng lướt web để xem những thông tin nổi bật nào được các trang báo đăng tải sáng nay. Thông tin đầu tiên chúng tôi nhận thấy được nhiều trang báo đăng tải hôm nay, đó là việc chấm dứt thí điểm hợp nhất 3 văn phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. Báo Vietnamnet đã dẫn lời ông Nguyễn Trường Giang, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng, việc thí điểm hợp nhất 3 văn phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân hơn một năm qua cho thấy chưa thực sự đáp ứng mục tiêu đề ra là nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Bộ máy tham mưu giúp việc cho 3 cơ quan này. Vì vậy, theo đề nghị của Chính phủ, Quốc hội đã chấm dứt việc thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng và quyết định sẽ tổ chức văn phòng tham mưu giúp việc chung cho Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, còn văn phòng tham mưu giúp việc phục vụ riêng cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Chúng ta cùng truy cập ở Tuổi Trẻ, thưa quý vị. Và trong báo này, tôi thấy bài phản ánh về việc các hãng mỹ phẩm lên tiếng cảnh báo hàng loạt trang Facebook và website giả mạo, có giao diện sao chép y hệt 100% trang chính hãng, để nhiều người bán hàng sử dụng để livestream, trao bán sản phẩm với giá chỉ khoảng từ 25-50% giá hàng chính hãng. Nội dung chính của bài viết này là gì? Chúng ta lướt qua nội dung chính quý vị nhé. Trong bài viết của mình, phóng viên báo Tuổi Trẻ đã phỏng vấn ông Nguyễn Thành Long, phụ trách quảng cáo số của công ty Sun Marketing cho biết, thời gian gần đây người livestream Facebook chủ yếu là cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh với các tổ chức nội dung đơn giản, nhưng bán hàng rất hiệu quả, là nhờ khuyến mãi hay là quà tặng chỉ có trong thời gian livestream. Tuy nhiên đó cũng là lỗ hổng lớn trong quản lý chất lượng hàng hóa trên kênh này. Theo ngành quản lý thị trường thì việc ngăn chặn và loại bỏ các sản phẩm hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử là điều nan giải nhất mà cơ quan quản lý đang tập trung giải quyết. Bộ Công Thương cũng đã yêu cầu các sàn thương mại điện tử, các chủ sở hữu website siết chặt kiểm duyệt hàng hóa trên sàn. Nhưng với các website tự phát hay là mạng xã hội,
ngành công thương chỉ có thể khuyến cáo người dùng chọn mua hàng trên nền tảng có uy tín, thương hiệu rõ ràng. Thông tin liên quan đến việc người dân sẽ được lựa chọn cách tính tiền điện đang được người dân quan tâm. Và mở báo Thanh Niên sáng nay chúng tôi cũng thấy thông tin này. Theo nội dung của bài viết thì trong phương án tính giá điện sắp tới, Bộ Công Thương sẽ đưa ra thêm một lựa chọn là ngoài phương án tính biểu giá điện theo 5 bậc, sẽ có thêm một phương án nữa, đó là 1 bậc. Theo đó khách hàng không thích tính giá điện theo biểu giá bậc thang sửa đổi là 5 bậc, sẽ có thêm lựa chọn nữa là chỉ trả bằng 1 giá. Nếu nhiều người sử dụng điện chọn phương án một bậc có thể sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của EVN. Nhưng xét tổng thể thì dù với phương án giá nào, giá điện mới cũng phải đảm bảo hài hòa lợi ích của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Báo Thanh Niên thông tin thêm, giá điện của phương án một giá đang được cân nhắc nhưng chắc chắn sẽ cao hơn giá điện bình quân hiện nay. Bộ Công Thương sẽ sớm họp lại để rà soát và có báo cáo lần cuối, đưa ra lấy ý kiến trước khi trình Thủ tướng vào cuối năm. Thưa quý vị, mặc dù sau hơn 2 tháng kiểm soát dịch bệnh COVID-19, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam đã phục hồi. Thế nhưng theo báo cáo của Bộ Công Thương thì các doanh nghiệp vẫn đang bị tồn kho lớn. Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2020, Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết là Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hóa các thị trường xuất nhập khẩu và tìm thị trường mới, tích cực khai thác cơ hội của các hiệp định thương mại tự do. Bộ cũng hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu, nắm bắt thông tin về các xu thế sản xuất, tiêu dùng, thương mại, dịch chuyển đầu tư, để ra các giải pháp khai thác hiệu quả các thị trường xuất nhập khẩu. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Công Thương, trong vài năm trở lại đây, điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, đạt trên 5.500 MW. Riêng đối với điện mặt trời đã có hàng chục ngàn dự án lớn nhỏ với tổng công suất trên 5.000 MW đi vào vận hành. Điện năng lượng tái tạo đã đóng góp mỗi tháng trên 3 tỷ kWh, chiếm khoảng 10% công suất và 6% sản lượng điện thương phẩm cả nước. Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay thì Việt Nam đã trở thành điểm sáng trên thế giới về phát triển năng lượng tái tạo. Tuy nhiên thì để khai thác hết tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo bền vững, các chuyên gia doanh nghiệp cho rằng vẫn cần thêm cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhiều hơn nữa. Với định hướng phát triển kinh tế xanh bền vững, phù hợp với những cam kết quốc tế, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời gia tăng lợi ích kinh tế, tạo việc làm cho người lao động. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, tính đến thời điểm này, đã có khoảng 10 dự án điện mặt trời được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung quy hoạch phát triển điện lực, với tổng công suất là 397 MW, tổng mức đầu tư khoảng 9.668 tỷ đồng. Trong đó có 5 dự án tổng công suất 268 MW đang triển khai, 5 dự án với tổng công suất 97 MW đang hoàn thành thủ tục đầu tư. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 5 dự án điện mặt trời điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực với tổng công suất là 204 MW. Tổng mức đầu tư khoảng 5.553 tỷ đồng đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Tại 6 Quảng Thành, huyện Châu Đức, cuối năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư năng lượng tự nhiên DTD và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển năng lượng CI đã đồng thủ dự án nhà máy điện mặt trời Hồ Gia Huét với công suất 35 MW, tổng mức đầu tư là 785 tỷ đồng, và nhà máy điện mặt trời Hồ Tầm Bó, công suất 35 MW, tổng mức đầu tư là 732 tỷ đồng. Đây là hai dự án điện mặt trời trên hồ đầu tiên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đầu tư điện mặt trời trên hồ có ưu điểm nổi bật, đó là không chiếm đất đai sản xuất, không tác động xấu đến môi trường, nguồn nước. Hai nhà máy điện năng lượng mặt trời sắp đưa vào sử dụng này sẽ bổ sung thêm nguồn năng lượng sạch cho tỉnh và quốc gia. Về phía hộ gia đình, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đã có khoảng 1.100 khách hàng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà với tổng công suất hơn 14.000 kWh. Đến nay, tổng sản lượng điện năng lượng mặt trời vô dư phát lên lưới điện quốc gia đạt khoảng 1.500.000 kWh. Để tiếp tục khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư sử dụng năng lượng điện mặt trời, Sở Công Thương đã phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu phổ biến các chính sách về lắp đặt điện mặt trời áp mái của Chính phủ, tổ chức hội thảo giới thiệu hệ thống điện năng lượng mặt trời, hỗ trợ giải đáp thông tin 24/7 về điện năng lượng mặt trời, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đấu nối, lắp đặt công tơ hai chiều, ký hợp đồng mua bán điện, thanh toán tiền mua điện cho khách hàng. Theo nhu cầu của gia đình thì việc mà lắp năng lượng điện mặt trời thì giúp cho gia đình mình tiết kiệm một số điện rất lớn. Mà là một hộ dân bình thường thì ngành điện đã hỗ trợ tối đa về vấn đề thủ tục đơn giản, nhanh chóng để cho hộ dân mình lắp hệ thống này. Rồi đồng thời đã chờ văn bản của chính phủ sẽ giúp ích cho bà con mình là
thuận lợi trong vấn đề lắp đặt. Thì mặc dù thì chi phí đầu tư ban đầu thì nó hơi lớn, nhưng mà về lâu về dài thì nó sẽ là hiệu quả. Và cái hiệu quả thứ hai là giảm tải cho cái lưới điện của ngành điện. Thì thứ nhất là ngày càng như nhu cầu sử dụng điện ngày càng nhiều. Áp lực đảm bảo cung ứng điện cho sự phát triển trong tương lai của đất nước là rất lớn. Đặc biệt sau năm 2020, khi cả nước không có nhiều nguồn điện đưa vào khai thác mới, thì việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo nối lưới và điện mặt trời mái nhà được xem là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên tái tạo để phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng các chuyên gia cho rằng việc phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện năng lượng mặt trời, vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. Nguyên nhân là do chi phí đầu tư ban đầu còn khá cao, nhưng doanh nghiệp và người dân chưa nhận được sự tham gia, hỗ trợ mạnh mẽ từ các tổ chức tài chính. Thị trường sản phẩm, dịch vụ điện mặt trời khá đa dạng, nhưng chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp có ý định đầu tư. Khắc phục những hạn chế này, Bộ Công Thương cho biết, để tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia phát triển năng lượng tái tạo và điện mặt trời áp mái nhà, Bộ sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển năng lượng tái tạo bền vững và hiệu quả. Để phát triển điện năng lượng mặt trời, góp phần đảm bảo nguồn năng lượng quốc gia, các chuyên gia kinh tế đề nghị là nhà nước cần phải có cơ chế hỗ trợ các hộ gia đình một phần kinh phí đầu tư ban đầu khi lắp đặt điện mặt trời áp mái, khuyến khích các nhà tài trợ, các ngân hàng tham gia sâu rộng vào thị trường điện năng lượng mặt trời, cung cấp các giải pháp, các gói dịch vụ hấp dẫn, khuyến khích khách hàng đầu tư và sử dụng điện năng lượng mặt trời áp mái. Bên cạnh đó thì các địa phương cũng cần thúc đẩy các chương trình phổ biến rộng rãi quy chuẩn chất lượng thiết bị phù hợp với thị trường Việt Nam, khuyến khích và thúc đẩy chương trình đổi mới công nghệ phát triển bền vững nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường. Các chuyên gia kinh tế cũng đề xuất giải pháp điện đô thị trong tương lai phải là năng lượng tái tạo. Và muốn như vậy thì cần phải gắn phát triển bất động sản với năng lượng tái tạo, như là bất động sản dân cư, thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng, khu công nghiệp, nông nghiệp. Điện áp mái thì nên gắn liền với phát triển bất động sản dân cư và sản xuất kinh doanh theo xu hướng tăng trưởng bền vững. Thưa quý vị, trong các chương trình thời sự ngày mới gần đây, chúng tôi liên tục chia sẻ, giới thiệu đến quý vị nhiều cách giúp trẻ hình thành thói quen yêu thích sách. Nhưng đó là trẻ em đã biết đọc hay học sinh cấp 2, cấp 3. Còn với những trẻ còn quá nhỏ hay chưa đọc rành thì sao? Câu trả lời sẽ có ngay trong chương trình luôn, thưa quý vị. Chia sẻ hôm nay thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với lại trường tiểu học Trương Công Định ở thành phố Vũng Tàu để tìm hiểu về một hoạt động do Liên đội trường tổ chức đã gần 4 năm qua rồi, giúp các học viên, đội viên, đặc biệt là học sinh lớp 1 yêu thích sách ngay từ khi đặt chân vào trường. Hôm nay chị và các em sẽ đọc cuốn sách Bu Bu Làm Quen Với Tán. Các em biết cuốn này chưa? Dạ chưa. Vậy chị cùng các em đọc nha. Bu Bu Làm Quen Với Toán. Hôm nay cả nhà Bu Bu chuẩn bị đi chơi. Mẹ Bu Bu nói: "Nhanh lên con tìm gì đấy?" Bu Bu trả lời: "Dạ, con tìm giỏ đựng đồ ăn." "Em đếm sai rồi, phải đếm thế này: 1, 2, 3, 4, 5. Giờ chị đố các em, gia đình Bu Bu chuẩn bị đi đâu? Chơi. Đúng rồi. Vậy các em biết số 1, số 2, số 3, số 4, số nào lớn nhất? 5. Đúng rồi. Các em nhìn vào hình, đây là ai? Mẹ Bu. Còn đây là ai? Bu. Đây là ai? Em dạy. Đúng rồi. Hoạt động thú vị này có tên gọi là Thư viện Thân Thiện do Liên đội Trường Tiểu học Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu tổ chức. Thư viện Thân Thiện diễn ra vào các giờ ra chơi theo mô hình sinh hoạt sau. Mỗi sau gồm 4 đến 6 thành viên, trong đó học sinh lớp 5 được giao làm nhóm trưởng, các thành viên còn lại là học sinh lớp 1. Nhóm trưởng chịu trách nhiệm chọn cùng các em đọc, tìm hiểu và trả lời các câu hỏi từ nội dung của sách. Con rất là thích tham gia hoạt động đọc sách với các em, tại vì rất là vui. Và được chia sẻ cùng với các em những điều hay. Đọc nhiều sách thì con có thể đọc được diễn cảm và hay. Đúng rồi.
được nghe các anh chị đọc truyện hóa thân thành nhân vật trong truyện, cùng tìm hiểu, trả lời các câu hỏi về nội dung vừa nghe, khiến cho học sinh lớp 1 rất hào hứng tham gia. Điều đó cũng là cách góp phần kích thích các em tò mò, tìm hiểu nội dung truyện, từ đó luyện đọc chữ, rồi dần dần yêu thích sách. Vì đến đây có các chị đọc cho con nghe, nên con cũng muốn đọc sách với các anh các chị. Cái câu hỏi con không hiểu thì các anh các chị nói cho con nghe để con hiểu được. Con rất thích đọc sách ở đây ạ. Đọc cho các em và đọc một cách diễn cảm để các em hiểu rằng mỗi câu chuyện nó diễn ra như thế nào, và chỉ cho các em những nhân vật. Rồi con hướng dẫn cho các em trả lời những câu hỏi. Mục đích của con là để cho các em hiểu rõ về các nhân vật và nắm bắt được nội dung của câu chuyện. Và từ đó các em cũng có thêm tình yêu về việc đọc sách. Mình tập huấn cái đội ngũ phụ trách sao? Thì đầu năm mình sẽ chọn cái đội ngũ phụ trách đó. Rồi mình tập huấn các bước cụ thể rõ ràng cho các con. Mà những em này là cũng phải có năng khiếu. Về cái năng khiếu, về lãnh đạo, về cái hoạt động nhóm, rồi hoạt động vui chơi tập thể, hoạt thì từ đó mới thu hút được các em tham gia. Thì sau khi mà lớp 1 đọc được rồi á, thì các em tự lên đây theo cái tiết đọc của mình đọc, hoặc là giờ ra về, hoặc giờ ra chơi các con có thể đọc ở dưới cái hai cái sân đọc ở dưới sân trường á. Gần 4 năm qua, hoạt động đơn giản này không chỉ tạo sân chơi an toàn bổ ích mà còn góp phần hun đúc thói quen, tình yêu đọc sách cho đội viên, học sinh khối lớp 1. Lúc con mới vô lớp 1, con chưa biết đọc nhiều. Các anh chị lớp nào đọc sách cho con nghe, con đã biết đọc rồi, và con thường xuyên đến đây đọc. Con hay đọc trên đây một mình. Hình thành thói quen yêu thích sách cho trẻ, cho học sinh khó mà không khó, bởi cần có phương pháp thích hợp, cách triển khai bài bản và sự kiên trì, chịu khó của những người tổ chức. Và cách làm của Liên đội Trường Tiểu học Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu là một trong những cách làm hay mà các trường khác có thể tìm hiểu để áp dụng tại đơn vị của mình. Chương trình ngày mới tiếp tục với những thông tin dự báo thời tiết. Quý vị đừng bỏ qua thông tin này để chủ động hơn cho kế hoạch hay những dự định sẽ làm trong dịp cuối tuần của mình và gia đình. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 11 tháng 7. Những ngày cuối tuần, thời tiết khu vực tỉnh vẫn phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng, một số nơi có cường độ nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 31 đến 33 độ, có nơi từ 32 đến 34 độ. Thời điểm từ 11 giờ đến 15 giờ hàng ngày là khoảng thời gian cường độ nắng mạnh nhất, không khí oi bức. Sáng sớm và đêm thời tiết lại khá mát mẻ, mức nhiệt thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Một số nơi xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối và đêm. Tình trạng thời tiết này sẽ còn kéo dài đến hết tuần. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây đến tây nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 95%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 độ, nhiệt độ cao nhất 32 độ, độ ẩm tương đối 83%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, trên biển gió tây nam cấp 4, biển bình thường. Tại Vũng Tàu ngày 11 tháng 7 năm 2020, mực nước cao nhất 330 cm xuất hiện lúc 6:45, thấp nhất 110 cm xuất hiện lúc 0:45. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin và chương trình thời sự tiếp theo.